Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Viettel Store TV và mình là Hằng Uông. Và như chúng ta đã biết thì được xem như là chiếc Galaxy A nổi bật nhất và nó đang là đại diện hấp dẫn nhất đến từ nhà Samsung trong phân khúc giá đó là cận cao cấp. Thì Galaxy A71 rõ ràng là một trong những sự lựa chọn đáng để chúng ta cân nhắc nếu như chúng ta muốn mua một chiếc smartphone trong tầm giá này. Và ở tầm tiền mà không có quá là nhiều sự lựa chọn này thì Galaxy A71 đã tỏ ra là một trong những sản phẩm toàn diện và có hơi thở của một chiếc flagship. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn 6 điểm ấn tượng và đáng tiền nhất của chiếc máy này nhé. Đầu tiên đó chính là về thiết kế, một thiết kế mang hơi thở flagship. Dòng sản phẩm Galaxy A thì luôn là mảnh đất màu mỡ để Samsung có thể thử nghiệm các công nghệ mới trước khi mà mang lên những chiếc flagship của mình. Và điều này thì tiếp tục được lặp lại trong năm 2020 khi mà có rất là nhiều điểm tương đồng về mặt thiết kế của ba chiếc Galaxy S20 vừa mới được ra mắt. Cụm camera hình chữ nhật được đặt ở góc trái có lẽ là điểm nhấn dễ dàng nhận ra nhất. Với cụm camera này thì nếu như chúng ta nhìn từ xa, chúng ta đôi khi cũng khó lòng phân biệt được đâu là Galaxy A71 và đâu là Galaxy S20 Plus. Phần camera trước ở giữa của màn hình Infinity O hay là vân tay bên trong của màn hình cũng là một trong những điểm tương đồng dễ dàng nhận ra giữa Galaxy A71 và S20 Series. Và với những bạn nào mà có nhu cầu muốn trải nghiệm những công nghệ tân tiến nhất, hiện đại nhất nhưng lại không có quá là nhiều tiền để có thể sắm cho mình những chiếc điện thoại thuộc dòng Galaxy S20 Series thì Galaxy A71 thật sự là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Tiếp theo đó là về màn hình. Màn hình với kích thước 6,7 inch thuộc hàng lớn nhất trong phân khúc. Và không phải chỉ mới đây mà màn hình đã là một điểm mạnh truyền thống của các sản phẩm nhà Samsung từ trước đến nay. Đương nhiên thì với Galaxy A71 thì nó sẽ không phải là một ngoại lệ. Với kích thước đó là 6,7 inch, với độ phân giải là Full HD+, và tấm nền đó là Super AMOLED, Galaxy A71 của chúng ta không chỉ sở hữu một màn hình lớn mà còn rất là chất lượng trong phân khúc giá này. Với kích thước lớn, Galaxy A71 đã mang lại cho chúng ta một tầm nhìn rộng rãi cho người dùng giải trí và các thao tác. Và ngoài ra thì việc sử dụng tấm nền chất lượng cao, màn hình của Galaxy A71 cũng có một độ sáng rất là tốt, màu sắc rạng rỡ, màu đen sâu, và đặc biệt hơn đó là nó có khả năng tiết kiệm pin nữa. Tiếp theo, chúng ta không thể nào bỏ qua, đó chính là về phần camera. Cuộc đua về số lượng camera trên các thiết bị di động thì đã không còn quá là mới mẻ. Tuy nhiên thì không phải là chiếc máy nào cũng vừa có nhiều camera cũng như là có thể đảm bảo được chất lượng ảnh chụp như là chiếc điện thoại Galaxy A71 của chúng ta. Cảm biến chính của chiếc máy này đó là 64MP, sở hữu kích thước lớn hơn hẳn so với các loại cảm biến thông thường trên thị trường, giúp mang lại một chất lượng hình ảnh vượt trội so với các chiếc máy khác cùng phân khúc giá. Và ngoài ra thì việc mà tận dụng camera với độ phân giải lên tới đó là 64MP của chiếc điện thoại này để có thể chụp các vật thể ở xa, sau đó thì crop lại mà vẫn đảm bảo được mức độ chi tiết là một cách rất là hay để có thể thỏa lấp điểm yếu mà không có camera zoom của sản phẩm này. Ống kính góc siêu rộng trên Galaxy A71 cũng được nâng cấp hơn so với thế hệ tiền nhiệm khi độ phân giải camera được nâng lên mức đó là 12MP, ngang bằng với những chiếc flagship. Và với nâng cấp này thì ảnh chụp góc siêu rộng của chiếc máy này vẫn được duy trì góc nhìn đó là 123 độ, tương đương với mắt người. Nhưng riêng về chi tiết, màu sắc, cân bằng trắng thì đều tốt hơn hẳn so với ống kính 8MP trước đây. Và với cảm biến siêu cận cảnh 5MP thì Galaxy A71 mở ra một thể loại mới có thể khai thác trên nhiếp ảnh di động. Không cần lens rời hay là phụ kiện phức tạp mà người dùng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đủ sức sáng tạo ra những bức ảnh cận cảnh rất nghệ thuật với chiếc điện thoại Galaxy A71. Và hiệu năng chúng ta cũng không thể nào bỏ qua, hiệu năng không còn là vấn đề nữa. Dù không phải là quá kém, nhưng mà từ trước đến giờ thì người dùng Việt Nam chúng ta vẫn luôn có định kiến với con chip đó là Exynos trên các dòng sản phẩm của nhà Samsung, nhất là về khoản chơi game và sử dụng lâu dài. Do vậy mà với con chip đó là Snapdragon 730 trên chiếc điện thoại này thì người dùng chúng ta hoàn toàn có thể quẳng đi nỗi lo về cấu hình. Cùng với đó là 8GB RAM mặc định giúp cho chúng ta có được những trải nghiệm với One UI 2.0 trên Galaxy A71 luôn mượt mà và đảm bảo cho việc sử dụng có thể trở nên lâu dài. Và với trải nghiệm thực tế về khả năng chơi game trên chiếc điện thoại này, với những tựa game như là TFT Mobile Beta, một tựa game cực kỳ là hot và yêu cầu rất là nhiều về khả năng xử lý, thì Galaxy A71 chơi ổn định ở mức đồ họa đó là tốt nhất. Một thông số nữa mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là về viên pin. Viên pin 4500 mAh đi kèm với sạc nhanh 25W.
Với thân máy chỉ dày đó là 7,7mm, nhưng Samsung vẫn cố gắng trang bị một viên pin với dung lượng cao lên tới đó là 4.500 mAh. Và đây thì quả thực là một trang bị rất là cần thiết khi mà chiếc máy này sở hữu một màn hình lớn với con chip Snapdragon tiêu tốn rất là nhiều năng lượng. Nhờ viên pin này mà Galaxy A71 đã mang đến một cái thời lượng sử dụng rất là tốt, hoàn toàn dư giả trong một ngày dài với nhiều hoạt động, với khoảng thời gian đó là từ 7 cho đến 8 giờ on screen. Và ngoài ra, với củ sạc 25W tặng kèm bên trong hộp thì Galaxy A71 cũng không tốn quá là nhiều thời gian để có thể hồi phục lại năng lượng. Với củ sạc này thì A71 chỉ mất khoảng 1 giờ 20 phút để có thể sạc đầy từ 0% mà thôi, một con số cực kỳ là ấn tượng. Và cuối cùng đó là về giá bán. Hiện tại thì chiếc điện thoại Galaxy A71 đang được bán ra với mức giá khoảng đâu đó là 10 triệu đồng. Ở tầm tiền mà không có quá là nhiều sự lựa chọn này thì Galaxy A71 đã tỏ ra là một trong những sản phẩm toàn diện với màn hình đẹp, thiết kế mang nhiều hơi thở của những chiếc flagship, camera chụp thì tối đa, điều kiện trong một viên pin với dung lượng cao. Và đặc biệt thì Samsung là một thương hiệu lớn với hệ thống bảo hành, hậu mãi rộng khắp, giúp cho người dùng chúng ta có thể an tâm hơn khi mà lựa chọn sản phẩm này. Và nếu như các bạn đang muốn mua một chiếc smartphone nhỏ gọn hơn nhưng vẫn đầy đủ các công nghệ mới nhất thì Galaxy A71 sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các bạn đấy. Và là vừa rồi thì mình đã chỉ ra cho các bạn 6 lý do khiến cho chiếc điện thoại Galaxy A71 trở nên hấp dẫn nhất trong phân khúc này. Còn các bạn thấy như thế nào, hay là các bạn có ý kiến nào khác không? Hãy cùng nhanh tay comment ở phía dưới phần bình luận để chúng ta có thể thảo luận thêm nhé. Và đừng quên là hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.